Tân giả khố là phiên âm từ tiếng Mãn. Thật ra, tân giả khố là từ chỉ những bao y có thân phận thấp kém như nô tỳ. Đôi lúc các tội nhân cũng bị đày làm tân giả khố, chứ không phải danh từ chỉ địa danh nơi chốn. Nếu bao y bình thường làm công ăn lương, thì tân giả khố chỉ được nhận thức ăn, chứ không có lương. Họ bị điều đi làm những công việc thấp kém và dơ bẩn nhất, như quét dọn, quét sân, trông coi lăng tẩm, v.v. Tân giả khố tuy là nô tỳ nhưng không hẳn là nô tỳ. Đối với chủ nhân thì tân giả khố bị xem như hạ nhân, nô bộc, nhưng so với toàn bộ giai cấp xã hội thì địa vị của tân giả khố không hẳn là thấp kém nhất, họ vẫn có thể kết hôn với bình dân, thăng tiến trong công việc.